Đây là nguyên cái sạp nhỏ xinh của chị Phương này cả nhà. Ở Đài Loan đó. Nhưng mà về Việt Nam vẫn là Việt Kiều. À, ở Đài Loan không biết làm cái gì nhưng mà Việt Nam vẫn là Việt Kiều. Khổ lắm, qua xứ người cực khổ lắm, không có sung sướng đâu. Đúng rồi, phải giành giật với người bản xứ nữa chứ không phải chơi đâu. Ráng làm, ở xứ người phải ráng làm. Kiếm được đồng đô la đâu có dễ đâu. Hello, chào cả nhà. Bây giờ là 6:50 thứ bảy ngày 11/4/2020. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng đi chợ ở Đài Loan với mình xem là tình hình dịch bệnh này thì ở Đài Loan chợ búa ra sao, sinh hoạt buôn bán như thế nào và mọi người có đeo khẩu trang cũng như là cách ly giống như là ở Việt Nam hay là không. Chủ, nay có món gì bà chủ? Có bún riêu, có bò, có hải sản, có cháo lòng. Bún riêu đi. Bộ làm gì vậy? Làm clip gì vậy? Ờ, đúng rồi. Cái hàng bến đây là cái quán bán đồ ăn thuần Việt Nam ở tại chợ Đài Loan này nha cả nhà. Cái nhà có ai đến chợ này thì tới ghé ủng hộ anh chị. Ở đây là bán là hương vị của Việt Nam, tất cả các cái đồ ăn như là bún riêu, hủ tiếu, bánh canh, cháo lòng, nhiều lắm. Chị bán là nêm theo cái người Việt mình ăn. Thì ở đây mình cũng tới ăn một hai lần rồi, hôm nay mình quay cho cái nhà xem, ăn rất là ngon luôn. Còn đây là cái này là cái gì? Sinh sáo. Này là gì? Chanh. Nước cốt chanh ha. Còn đây là món mà không thể thiếu đối với người Việt Nam, đó là mắm tôm. Ăn bún riêu thì phải có mắm tôm mới ngon. Nhìn rất thèm cả nhà ơi, đây là cái hương vị Việt Nam. Thì ở Việt Nam mà ăn cái tô bún riêu, tô hủ tiếu vào buổi sáng là chuyện bình thường rồi, nhưng mà khi các bạn đi nước ngoài thì các bạn mới thấy những cái món ăn như thế này nó rất là đậm đà của người Việt Nam, và nó làm cho mình rất là nhớ về quê hương, nhớ về đất nước mình. Thì đây là món ăn Việt do người Việt làm ra và bán tại đất nước khác
cho nên là nó có mang theo một cái tình cảm rất là sâu sắc khi mà ăn những món ăn như thế này. Rất là ngon cả nhà. Ngon lắm. Bây giờ mình sẽ ăn đây. Đây là anh chủ người Đài đó nha. Ngon không? Chị nói là quê chị ở đâu? Bạc Liêu. Bạc Liêu. Bạc Liêu em cũng xuống dưới mấy lần. Bạc Liêu em biết Giá Rai. Bạc Liêu mà đi ra mẹ Nam Hải. À. Nhà mát đó ha. Giờ ngoài đó cũng vui mà bệnh dịch này chắc không ai đi rồi. Việt Nam mình gần hết rồi mà. Đúng rồi. Việt Nam mình kiểm dịch tốt. Bao lâu mới về bánh lần chị? Rồi lúc trước chị lâu lắm mới về, làm dạo này hồi năm còn cũng có gì đâu. À. Chị... mai nhỏ em gái đó mới có về. Chị là có hai anh chị có bé chưa? Có rồi hả? Nói tiếng Việt tiếng Đài luôn. Nói tiếng Đài. Tiếng Đài không hả? Làm không lợi ổng hả? Ổng nói quá nhỏ nói theo luôn. Nó chung là chạm đi, nó không biết nói rồi là biết chạm. Ừ. Ở chung là ở riêng vậy. Ở riêng. Giờ chạm chị ở bên là mấy cái con. Cái này là một tuần bán, chỉ bán một tuần thứ hai là nghỉ thôi hả? Còn mấy ngày kia bán đầy đủ hết hả? Chợ này là bán gì? Mọi người có tới chợ này thì ủng hộ với chị nha. Bán đủ thứ hết. Chị Phương đúng không? Hủ tiếu, bún riêu, cái gì nữa? Đầy đủ rồi cả nhà. Cái này là bán nêm nếm theo người Việt hết. Cho mà người Đài tới ăn rất nhiều. Do là người Việt nó ăn hàng ngon quá, người Đài tới ăn rất nhiều. Người Đài tới giờ nó cũng ăn đồ Việt Nam nữa. Ừ. Chung là đồ Việt Nam mình nấu đậm đà dễ ăn. Còn người Đài thì họ ăn lạc lạc thôi. Nãy giờ ai nói chứ bé này làm muốn cạn rồi. Đây là toàn cảnh cái quán của chị ha. Mọi người tới ăn ủng hộ chị nha. Cái này là nó nằm ở mặt nào của cái chợ này chị ha? Cái này nó phía sau. Mé sau hả? Tại vì cái chợ này nó tới 6 mặt là. Sao nhưng mà có 2 cửa, 3 có cửa. 3 cửa, em thấy 3 cửa. Ừ, 3 cửa. Thì cái này nằm ở mé sau cả nhà. Đây là nguyên cái sạp nhỏ xinh của chị Phương này cả nhà. Mà về Việt Nam vẫn là Việt Kiều à, ở Đài Loan không biết làm cái gì nhưng mà Việt Nam vẫn là Việt Kiều. Nhưng mà ở đây chị làm vậy là cũng phải nói là khá rồi. Anh chị mà đó, ông xã rất là giỏi luôn nha. Rửa chén. Ở Đài Loan này mà không làm thì lấy đâu ra tiền. Hay làm thôi. Nhưng mà chị làm buôn bán này thì khuya là thức dậy nấu rồi đó ha. Ba giờ rưỡi chị dậy rồi. Ừ. Cũng như ở Việt Nam mình 3 giờ rưỡi rồi dậy nấu, xong rồi sáng 6 giờ là có bán.
qua xứ người cực khổ lắm, không có sung sướng đâu. Đúng rồi, phải 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 giành giật với người bản xứ nữa chứ không phải chơi đâu. Ráng làm ở xứ người phải ráng làm, kiếm được đồng đô la đâu có dễ đâu. Cái này là hủ tiếu, đồng hủ tiếu của Đài ha. À, nhập từ Việt Nam qua ha. Đó, ở đây là quán của chị. À, một phần ăn là 80 đồng, 60 đồng. Đó, một chị Việt Nam. Đó, chị Đài. Mọi người tới để ủng hộ chị Phương nha. Đây, anh xã của chị Phương rất là dễ thương luôn. Còn đây chị Út ăn rồi trả tiền cho chị Út. Chị Tư, chị Tư cũng giành giật nơi xứ người, giờ tóc đã hai lai rồi, sắp sửa ba lai rồi. Qua Đài Loan mà có ông xã giống như anh này thì thôi, còn gì bằng nữa. Phải nói là may mắn lắm mới được. Rồi bye bye chị nha, chúc chị mua may mắn đắt nha. Đây là cá kiển nha cả nhà. Để con cá kia là không có hỏi. Cá này với cá con đó. Cá liền thì đẹp ha. Cá liền thì đẹp. Cái nhà thân mến, đây là cái quang cảnh bên ngoài của cái chợ nha mọi người. Ở đây là người ta buôn bán rất là nhiều các cái loại nấm, nấm đâm cô, nấm mèo, rồi nấm dai, đây là nấm dai đó. Còn đây là nấm đâm cô rồi cả nhà. Cô này đang lựa nấm đâm cô. Nó nấm ở Đài Loan này thì người ta trồng, người ta trồng cực nhiều luôn. Ở có cái vùng ở trên núi á, người ta trồng nấm này nhiều lắm. Còn bên đây là một cái quầy bán cá, có loại cá biển, bên đây là cá nâu, cá nâu biển. Còn bên đây là cá cây giết. Đây là cá giết nha các bạn. Đây là cá trứng sạch. Hôm nay là một cái cửa hàng, một cái quầy bán các cái loại này, dép nhựa, rồi son nồi. Đồ inox không? Người ta cũng bu lựa nhiều lắm cả nhà. Cũng mình thấy cũng một số ít người mang khẩu trang, cũng không phải ai cũng có mang khẩu trang. Ủa, có để giá lộn không? Ngồi này mà có 40 hả? Đúng rồi, 40, 40 khoai tệ một cái. Cái này cái nồi hả? Nồi. Mà giống nồi của mình đó nha, các anh.
mua một cái nữa về cái luộc cái xào. Ồ, đây là mực rồi. Đây là một quầy của cá biển luôn nha. Có cá bú là chắc mắc à. Còn ngáp. Còn ngáp không? Đó. Rất là tươi hay hả à, nè. Mang đỏ tươi lắm. Ở bên đây là cá hố đây nè. Cá này làm khô nó ngon lắm. Mà tươi không biết ăn ngon, mình chưa có ăn xôi. Cái này cá bạc má à. Cá ngân. Má cá ngân cái gì? Ngân. Cá biển ở đây rất là tươi. Còn đây là một cái quầy bán cái này là người ta bán thịt gà với thịt gà. Cái này nấu bắp hay gì? Cái này nấu bắp hay gì? Nhìn mình lên màu đẹp quá. Đây là món heo. Dùng heo. Nấu bắp. À, đây là lưỡi heo. Còn đây là phô mai cả nhà. Đây phô mai bán hết hộp luôn. Đây là cái gì đang gói há cảo rồi cả nhà. Há cảo là một cái món ăn có thể nói là phổ biến ở Đài Loan cũng như ở Trung Quốc. Cái gói dễ dàng ha. Cái nào y ăn cái đấy luôn. Kêu đây cả nhà. Kêu ở đây gì? Ở đây là biển, là đất cát rồi cát đen đó cả nhà, cho nên là kêu nó không có trắng như ở Việt Nam mình. Kêu nó có màu. Do là biển ở Đài Loan cũng như là các bờ biển ở Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc thì những bờ biển này còn là những cát đen luôn. Cho nên là kêu nó sẽ chỉ là màu đen luôn. Nó không phải là cát trắng, cát vàng như ở Việt Nam mình, cho nên là nghêu nó không có được trắng, không có đẹp. Đây là một cái quầy bán thịt heo. Lạc xưởng nè. Dầu diên, cá dầu diên. Đây là một cái quầy thịt bò hiếm hoi ở cái chợ này cả nhà. Ở chợ này thì chỉ có duy nhất có quầy thịt bò này thôi. Vàng á.